Bài của em dựng là cái bài bài của em nó nặng lắm thì chia làm hai phần nhưng đúng vậy. Làm lại nha, bắt đầu vô nè. Bài số 7 là nó vô giống bài số 6. Xuống. Đứng lên. Rồi hít bằng hai ngón tay. Vậy nè. Đứng lên. Rồi bước tới, đứng một chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi, đổi chân. Đứng xa để dễ nhớ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, đó là 1, 2, 3, 4 là hít nhũi. Hít ba tay. 1, 2, quay ngang cho chúng ta. Hít về 5 cái. Đứng lên để xuống vậy nha. 1, 2, 3. Đó là phần 1. 1.